hả mày, hả mày? Ôi cái thằng này thiệt tình. Trời ơi, thấy không, nó ly chưa? Tôi quýnh nó như vậy ra mà nó không hề nó la ha, nó không hề nó khóc, nó ly thấy sợ không? Nó làm nó là mình đồng giá sách mà. Đây nè, trời ơi, thấy ghét không? Nè, nó cái đeo cái giọng mà tôi thấy ghét rồi. Nó là người làm, tôi là chủ, tôi không có đeo gì mà nó đeo. Đau không mày? Tao nói thiệt cho mày biết kìa mày. Trời ơi, sao này sao tôi ghét nó quá trời quá đất luôn vậy? Đó, vậy đi. Hả mày? Đau quá. Tao quýnh mày tao mệt không hả? Tao lên gối mày không mà riết mà chân tao bị đau sắp khớp nè. Thôi bà đừng có đánh nó gì cho nó mà hao hơi tổn sức nữa. Mà bà bắt nó quỳ chi tội vậy? Trời ơi. Quỳ không vậy tội chết. Chứ sao? Bà lấy vỏ mít đâu? Trời ông ác quá, con nít mày bắt nó quỳ vỏ mít. Lấy vỏ sầu riêng hay cho nó quỳ? Vỏ sầu riêng bà ăn hôm qua bà dục hết trơn rồi. Trời ơi, bởi vì mẹ bố nhớ nghe, tôi ăn sầu riêng nhớ biểu tôi để lại nghe. Cái thằng này nó lì lộn. Quýnh nó không chịu khóc, nó chỉ la thôi à, mà nó khóc mà tôi mới vừa lòng hả dạ. Mệt chưa? Mệt quá rồi. Qua đây ngồi nghỉ đi để tôi. Mệt hả? Quýnh nó lên cố riết chân đi. Cẳng nè. Có sao không? Đau chứ sao? Mày đó ha, cái tội của mày á là phải đập cho mày mềm xuống. Tao nói cho mày biết cho mày, vợ chồng tao nuôi mày uổng cơm uổng gạo quá. Một ngày mày ăn ba lần hả, một ngày mày ăn ba lần mà kêu mày làm chuyện chút xíu mày nhăn mày nhó là sao? Cái thân mày chút xíu gì đó biểu mày làm cái chuyện đâu có nhiều đâu, ra ngoài ruộng làm nguyên một thửa ruộng mà nó la nó nậm nó mệt nè. Mày thấy mày, chắc ngày mai tao cho xỉn thôi chứ có gì đâu à. Cái thằng quỷ nhỏ cho nó nhìn đó mày, mày nghe rõ chưa mày? Liếc rồi hả mày? Ngồi đi bà, bình tĩnh đi nè. Nè mày nghe rõ chưa nha, tao nói cho mày biết nghe, nuôi mày đã tốn cơm tốn gạo, đánh mày bộ sung sướng lắm sao? Đổ mồ hôi nè, mệt tim nè, ha nè, mày á mày ly vô vô đó. Thấy không? Thấy chưa? Thấy chưa? Nó không khóc, thấy chưa? Nó ly. Thôi được rồi, bữa nay nó cho nó nợ lại đi, nhiêu đây đủ rồi nha, cho mày thiếu nợ nghe mày. Bây giờ cho mày ra đi ngoài vườn nhổ cỏ. Nè, bữa nay là mày hên nha, cặp tao với ổng đang mệt nha. Cho mày nợ nãy giờ bao nhiêu roi rồi ổng? À, điếm không hết. Cho mày thiếu mấy chục roi nha mày. Nè, đi ra ngoài làm nha, làm cỏ cho sạch nha. Là không sạch á, mà tao mày biết không, nó treo ngược mày lên á. Cái đầu mày thòng dưới đất á, cái chân mày ngược lên á, tao lấy roi mà tao quýnh, tao quýnh ngay chân mày sao quýnh nhỏ. Quýnh vậy nha mày. Đi. Đi mày, lì hả? Lì vô mày. Trời ơi, là bộ đi kìa, trời, là bộ đi như là xỉu đĩa làm cái đau lắm vậy đó. Thằng nó lì chứ sợ luôn mày. Đừng ngắt thử con đau nha. Đau không? Sao không đau? Vậy mà nó không la. Trời ơi, nó không la. Làm như nó mình đồng giá sắt hay sao á. Thằng thiệt. Ông bà chủ ác thiệt á, đã bắt mình cuốn mà còn đánh mình. Nhất dài quá, đọc chỉ dài rồi cuốn được. Tình tôi tràn đầy nước mắt, muốn khóc nhưng không thể khóc với anh, vì thân tôi không cha không mẹ xót thương, không ai dìu tôi trong cuộc sống để biết đâu là điều đúng. Đời giống tố một mình, tôi sống thân mình. Thôi ta hiểu rồi,
Thì ra nhờ chú bé này là giải thoát ta thoát khỏi cái chiếc bình này đúng không? Cảm ơn, cảm ơn. Nào bây giờ chú bé muốn ước gì ước lẹ đi, ta cho ba điều ước đó. Ước lẹ đi để người ta còn đi nhậu nữa. Trời ơi, ta ở trong bình lâu quá, ta thèm nhậu thịt dê, nhắc thịt dê, ta chịu không nổi, lẹ lẹ đi cho ta còn đi nhậu nữa. Cái gì vậy? Cái gì mà chú bé cứ chết sững chết điếng hoài vậy? Muốn gì ước đi, ta là thần đèn, à không, ta là thần bình nè. Ước đi, ta cho chú bé ba điều ước. Muốn ước gì ước lẹ đi. Hạnh Áo, trời ơi, mày đâu rồi, mày không chịu cuốn đất Hạnh Áo. Ê, có người, không được rồi, vậy để ta vô chuồng lại, ô anh, vô bình lại. Mở nắm ra, mở nắm ra. Lẹ, ta vô bình chừng nào cần ta, thì hút ra nha, ta vô lại á. Hạnh Áo, mày đâu rồi, trời ơi Hạnh Áo, tao mà kiếm được mày là mày chết với tao, mày trốn ở đâu rồi, mày trốn ở đâu rồi. Trời đất ơi, thấy chưa, quýnh mày thì nói quýnh qua mất. Quýnh mày quýnh ăn quá, biểu mày đi làm mày ra mày chơi hả mày? Mày ra chơi mày đi vô đây, mày đi vô đây. Trời ơi, cái gì đây, trời đất ơi, biểu mày đi cuốc đất ha, mày đi đào bá cái quỷ gì đây mà nó dơ hầy dơ hụt, mày cầm mày đem gì? Ông ơi là ông ơi, ông lấy dây ông trói nó cho tôi coi. Ông ơi, trời ơi, ông ơi, ông phụ tôi coi, trời ông chắc cái thằng này vô. Gì nữa đây? Hả? Thấy không? Thấy tay nó cầm cái gì em thấy chưa? Thấy không? Tôi nghi ngờ lắm mà, tôi nghi nó làm biến mà nè. Tôi rình, tôi coi nó làm gì. Nó đâu có làm cỏ đâu. Nó mò mò cái móc lên. Đó, nó ngồi nó chơi cái bình này nè. Cái bình đưa đây, trời, cái này. Cái gì? Lo chơi, lo chơi không hả mày? Nói lại cho tôi. Lo chơi hả? Được rồi. Mày đứng lên. Cho mày ra chơi, tao bẻ tao gãy tay mày. Khỏi chơi. Cho mày. Nói lại cho tôi. Ông ơi, ông ơi, đừng có chối con mà ông bà. Nín đi, mày la được tao lấy con kẹo tao giáo cái mỏ mày lại giờ. Cứu con cứu ơi. Cứu ai, mày la ai, mày la ai mày. Cứu ông ơi. Nè, ông bà thay cho con đi. Cứu ông ơi. Rồi, được xíu cổ đó nó chết bây giờ. Mày nghe tao nói nè, người ta nói cái câu là thương cho roi cho giọt ha. Vợ chồng tao nó có ghét mày đâu ha. Dạy mày là thương mày đó con ha. Trước khi á mà quýnh mày nữa, tao nói cho mày biết. Mày biết là vợ chồng tao đem mày về đây nuôi là tốn biết bao nhiêu tiền hay không? Bao nhiêu là cơm gạo? Nghe tao kể nè con. Một tháng á đưa cho má nó 500 ngàn. 500 ngàn. Còn nói là 500 ngàn là gì chứ, một tháng là 1 triệu. 1 triệu. Mà một năm là bao nhiêu tháng? 12 tháng. 12 tháng là bao nhiêu tiền? 12 triệu. Mà nó ở với nhà mình 4 năm là bao nhiêu tiền? 48 triệu. Trời ơi, 48 triệu. 48 triệu. 48 triệu số tiền quá lớn với đồ vợ chồng tao. Đâu phải là ghét mày đâu ha. Đâu phải mà đem mày gì không có trả tiền đâu mà mày tại sao mà vậy? Tại sao? Đừng có quýnh nó. Tại sao vậy mày hả mày? Trời ơi, mệt quá. Mà chưa kể. Đâu phải tiền công không? Không lẽ không cho mày ăn thì mày đói mày chết sao? Cơm gạo của tao nữa, mặc dù ăn cơm với rau thôi, nhưng mà cũng phải cơm, đâu phải là đem cơm là về là ăn được đâu, cũng phải nấu với ông. Tốn lửa tốn củi. Đó, rồi rau đâu phải ra ngoài chợ mà mua về ăn giọng với hỏng đâu. Trời ơi. Cũng phải là có nêm nếm cũng gia vị, là nước mắm, nước muối, bột ngọt. Mình hết bao nhiêu rồi, biết bao rồi nhiêu. Mới giọng với hỏng mày. Chuyện mà mày là biến làm nhát hả mày? Làm biến làm nhát hả mày? Bà thơ rồi. Bà ơi, bây giờ bà đừng có nói nhiều. Nè, bà uống miếng nước đi. Để tôi uống, rồi tôi nói tiếp cho nó nghe. Nói như đổ đầu dịch vậy á. À. Tao nói thiệt chứ mày, vợ chồng tao cũng ăn ở nhân từ lắm, đâu có phải là ác như đâu. Mày thử ở trong vợ hoàn cảnh của vợ chồng tao mày mới biết. Trời ơi, đây nè. Bây giờ mình nghĩa là mẹ nó đẻ nó ra nó không dạy. Bây giờ mình dạy dùng cho nó. Đó, ông quay không? Đó nè. Cho nó 50 cây nữa. Nó làm biến làm nhát lắm, nó biểu nó ra ngoài làm cỏ bươi không rồi cái thấy cái này cái lụm chơi không có làm gì hết trơn rồi. Tôi ra tôi bắt gặp dắt vô đây nè. Cái này đem về làm cái gì? Ba cái quỷ mà ve chai đem về cho chuột bỏ làm dơ giá nhà cửa mình nữa chứ. Tao nói cho mày biết, ước gì đổi ngược lại mày ở trong hoàn cảnh vợ chồng tao mày mới thấy như thế nào, mày hiểu chưa mày? Khổ lắm mày hiểu không? Hả? Ngạc nhiên hả? Điều ước thứ nhất được thực hiện, đổi vị trí với thằng bé, ok luôn. Hai người
dám đánh đòn, dám chửi rủa la mắng ta hả? Không yêu thương ta mà còn chửi rủa. Ây da, đừng, chủ ơi, tôi lại cậu chủ, tụi tôi xin hứa là từ nay về sau chăm sóc cậu chủ đàng hoàng tử tế, cậu chủ ơi, không dám hành hạ cậu chủ nữa đâu, cậu chủ ơi, đừng đánh đau quá cậu chủ. Gì? Chăm sóc ta hả? Dạ. Chăm sóc ta mà bắt ta ngủ ở chuồng heo hả? Dạ. Mấy người có biết là ta không có cái ôm to ôm con heo ngủ mấy năm nay không? Dạ 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 cái giường của tôi ở trong phòng phải đẹp vậy đó, êm ái vậy đó, rồi sẽ nhường cho cậu chủ ngủ, tụi tôi vợ chồng tôi sẽ ra chuồng heo ngủ, tụi tôi khoái mùi heo lắm à. Tôi dọn ra chuồng heo ngủ á nghe chưa? Dạ, cậu chủ ơi, tôi siêng năng tôi làm lụng, tôi cho cậu chủ ăn ngon, cậu chủ ơi đừng quên vợ chồng tôi nữa, trời đau quá. Tôi ăn ngon, tôi quên vợ dữ hả? Đau quá. Đau quá. Bộ mấy người tưởng ta đánh mấy người là ta rảnh mà. Ủa mấy người tưởng ta đánh mấy người là ta sung sướng, ta hạ được người khác sung thương hả? Ta cũng mỏi tay lắm chứ bộ. Ủa sao giống câu mình vậy? Con này nghe quen quá. Cậu chủ, bây giờ cậu chủ. Trời ơi, trong khi không chịu làm lụng vậy á, bắt ta làm lụng cả ngày à, nằm ở nhà nghỉ. Trời đất ơi, biết ta làm mệt lắm không? Dạ biết. Cậu chủ, bây giờ cậu chủ đừng quýnh tôi, cậu chủ mệt lắm. Cậu chủ biết cái bếp than không? Biết. Có cục than đỏ nó đang cháy á. Cậu chủ cầm cái kẹp cấp cục than dí vô đít nhở ha, thì nhảy rồi tưng, còn chú khỏi mệt à. Như vậy là bà này kêu dí than vô này được, ta sẽ đi. Dạ khoan con chú, con chú khoan dạ tôi có ý kiến chút xíu, con chú làm ơn cởi trói cho tôi được chút xíu thôi. Cởi trói làm gì? Để tôi quýt con nhỏ này một trận. Cậu chủ thấy cái bà ác không? Ác đó, bà suối cậu chủ lấy than chích vô mông tôi, cậu chủ công nhận bà ác không? Công nhận đó. Bây giờ cậu chủ á, tháo dây nè, rồi cho tôi mượn cái kềm, cái cậu chủ bẻ hết hàm răng của bả đi ha, cho bả hết nói đi, bả ác quá, bả nói nhiều quá, bả suối làm chuyện ác không à. Tôi suối bẻ miệng tôi thì muốn sợ tôi giống ai. Cậu chủ ơi, cậu chủ tư tình đi, cậu chủ đừng đánh nhập vô dòng tôi, hứa tôi siêng năng làm lụng nha cậu chủ ơi. Mấy người hả, hành hạ ta đủ điều hả, còn bắt ta hả quỳ mất quỳ sầu riêng đó hả? Dạ bà. Ác lắm vậy. Dạ nói chứ chưa có làm. Thôi được. Tội của mấy người, người ta xem xét lại. Xem xét lại dạ. Nhưng mà. Dạ sao à? Dạ sao? Tạm thời ta sẽ trói hai người ở đây. Bây giờ ta sẽ cho mấy người nợ 50 lôi. Dạ. Nợ được, được. Nợ được, được, được. Dạ, mai mốt người ta sẽ đánh. Dạ. Mai mốt quỳ. Giờ ta treo ở đây á. Dạ, được. Bị trói đây. Tại vì vô kiếm đồ ăn, sáng giờ không có ăn, đói quá. Dạ, dưới bếp được ăn nhiều lắm cậu chú. Trời ơi, sao nói những cái câu giống mình hồi xưa không vậy? Không mà tôi biết rồi bà ơi, cũng lỗi tại mình. Nhưng mà tại mình lười biếng quá, không chịu làm lụng gì hết trơn. Trời, tối ngày cứ bị cứ đi chơi không, thành ra cậu chủ đến mình là phải rồi. Trời ơi. Tao nghe ta đồn hai vợ chồng này hành hạ đánh đập trẻ con dữ lắm, tao phải theo dõi mày đúng không? Đúng cho toàn chứng dân chứng, bắt bên xã mày. Ủa sao kỳ vậy nè bà? Sao bà bị trói? Tôi cũng bị trói vậy. Thế ta vợ chồng mình không có chịu làm lụn là biết cậu chủ mới trói vậy nè. Sao vậy? Ủa thế nè. Ôi vậy là gì nè? Sao tôi bà bị trói trơn vậy? Ôi cha, ai quýnh tôi ra? Cứu, trời ơi, ai cứu vợ chồng tôi không? Chuyện gì? Trời đất ơi, sao vậy hả? Trời đất ơi, sao vậy? Ông xã, trời ơi, mày quá. Cướp hay là sao? Dạ, làm ơn. Ông cướp hay là sao mà dữ vậy nè? Làm ơn, tháo đây trói vô ông xã. Trời ơi, tháo giùm coi trời. Có sao không? Nhà có bị không? Nhà cửa nó đông không? Lực lượng đông không? Nếu mà đông á, tình lâu tôi lên trên xã tôi tách chung lực lượng anh em toàn bộ hai ba thằng xuống đây cứu hai ông bà. Trời ơi, dạ, cảm ơn ông xã trưởng. Dạ, không có cướp bóc gì hết trơn cái trời á. Thế này chuyện nội bộ gia đình á, tôi nuôi thằng cháu ở trong nhà. Có chị có sao không? Dạ. Trời ơi, sao mà ai đánh tôi đau dữ vậy trời. Tôi nuôi thằng cháu ở trong nhà đó rồi. Dạ. Cái chắc nó đi ra ngoài tắm mưa cái nó bị trúng gió, sao nó mát sao nó về cái nó trói vợ chồng tôi lại.
rồi cái nó quýnh hết mấy cây. À. Dạ nhưng mà thôi không sao đâu, cái chuyện nội bộ gia đình để tôi dạy nó lại. Ủa vậy bà hả? Có sao không? Ừ, vậy vậy mà sao tôi nghe người ta nói là dạ. Ông bà đánh đập nó vậy. Vậy vụ gì đâu có. Trời ơi ai mà nói quan ức cái vợ chồng. Trời ơi ông chứng kiến tận mắt nè, vợ chồng tôi trời ai 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 đâu à. Có vậy sao tôi nghe vậy tôi nghe. À chắc có lẽ là tôi đi nắng quá, tôi say nắng thành ra cái lỗ tai đó lùng bùng già quá dịch vậy đó mà. Trời ơi cái thằng này đã mất rồi. Trời nó dám trói vợ chồng mình, mày chết với tao, mày chết với tao hành nào đó. Hành nào. Dạ cảm ơn nha. Dạ ông xã, chắc là ông xã nghe làm sao đâu á. Chứng kiến rõ ràng là vợ chồng tôi bị trói rồi bị đập mấy cây luôn vậy đó. Trời chứ ơi. Làm gì có tôi hành hạ nó vậy mà. Quá trời quá đất ở ngoài đời lại đồn là ông bà hành hạ thằng nhỏ. Chết không cưng nó không hết rồi chứ. Bởi vậy tôi nói bởi vì chuyện đời mà nhiều khi miệng lưỡi không xương. Yeah. Ông bà thì tốt quá trời quá đất vậy mà còn. Dạ mời ông xã uống nước. Dạ được rồi cảm ơn. Dạ. Ủa cái bình gì đây mà dơ hay vậy ông? Đó, ông xã thấy không? Vợ chồng tôi nuôi nấng cho nó ăn uống đàng hoàng, rồi biểu nó học bài học dở đang mà đổ đạt với người ta mà nó không chịu. Ừ. Nó ra ngoài đồng nó chơi, nó lụm ba cái rác rưởi tầm bậy tầm bạ vô để nó bài, nó dơ nhà dơ cửa hết trơn trọi. Trời đất ơi, cái thằng này. À con ra đây bà thương con nha con nha, bà thương con. Đó nè ông xã. Dạ. Chào ông xã đi, chào ông xã. Chào ông xã. Trời đất ơi con ơi là con, tại sao vậy con? Hả? Ông bà chủ đối xử với con tốt như vậy đó, hay không? Mà con lại ngược đãi lại ông bà chủ là sao vậy? Ở đây chơi nha, tôi vô tôi lấy than nha. Ê, chị lấy than làm gì chị? Dạ. Dạ nước thịt cho nó ăn, tội nghiệp nó thèm thịt dạ. Nó đòi ăn thịt nước. Dạ. Con thấy chưa, ông bà chủ tốt với con chưa, con thấy chưa? Đó vậy đó mà con nở lòng nào, con trói ông bà chủ lại, thấy chưa? Con nghĩ vậy, con làm vậy có được không? Ha? Dạ, dạ không. Để cho nó nói dạ. Cái gì, hả? Thấy người ta đâu, người ta đối xử với con vậy đó, con muốn ăn thịt nướng là người ta đi nướng thịt cho con. À. Đó, như vậy mà con nở lòng nào, con trói ông bà chủ lại, hả? Dạ. Cái hành động, cái hành. Để cho nó để anh chị không lo miệng không miệng không miệng không miệng không miệng đốt tôi con từ ly từ tí từ tí từ tí vậy mà con nỡ lòng nào con là đối xử với ông bà chủ vậy hả con? Học hành không lo đem bắt cái rác rưới này về làm cái gì hả? Con đem cái này về làm cái gì? Nó dơ nhà dơ cửa đó. Ông là ông xã là làm ở trên xã, trời ơi cực quá trời, bao nhiêu là công là chuyện ước gì đấy không? Trời đất ơi, ông xã mà là đổi là con ở nhà chỉ lo dọn dẹp ăn học thôi. Con đổi là ông xã đi, đổi lại ông xã đi. Làm rồi ghi nó cực đi rồi bắt đầu mới thấy được cái cảnh khổ. Dạ. Biết chứ, trời đất ơi, đem ba cái đồ quý này về làm cái gì? Điều ước thứ hai được thực hiện, quán đổi vị trí từ ông xã qua thằng nhỏ. Ok luôn. Mày nói vợ chồng tao hả? Làm gì vậy? Trời ơi, mày chỉ làm cái gì? Mày nói nhiều quá. Tôi là xã trưởng. Xã trưởng hả? Chào, chào, xã trưởng hả? Nè, ông lo ông trói đi, tôi vô tôi lấy than. Nước thịt mày chứ làm cái gì? Trời ơi, mới cứu xã trưởng, xã trưởng. Xã trưởng, mày là thằng hành ao chứ xã trưởng. Xã trưởng. Dạ, chào xã trưởng. Trời ơi, cứu bác ra, câm miệng lại xã trưởng. Nè, tao lấy thang ra tao chí vô bông mày cho mày nhảy nha. Mạo danh hả mày? Mày là thằng hành ao mà mày xã trưởng tao nghe. Mày ơi, nhảy mình. Trời ơi, cái mông của tôi nó thành thịt nướng rồi. Mày đó hả? Tao cho nguyên cái này ở dưới mặt mày. Trời ơi, chết xã trưởng rồi, chết xã trưởng rồi. Xã trưởng, xã trưởng. Ê, chơi nguyên vô, chơi nguyên vô luôn. Ôi, thịt nướng thơm quá. Ôi, mai ông luôn, xã trưởng giùm tôi. Xã trưởng đi. Nhảy. Cùng đó có cần tay giúp con gì không? Dạ
Bây giờ con đang phân vân, con không biết nên ước cái gì á. Cho dù con có ước chạy trốn đi khắp nơi á, thì thế nào ông bà chủ cũng tìm ra đánh đập con tiếp à. Ha, con nói đúng đó. Sợ lát nữa ông bà chủ con tỉnh lại đó, cái phép hết nghiệu nghiệm rồi, là thế nào cũng bắt con vô trong đó lại à. Ủa, sao có vụ phép hết hiệu nghiệm nữa không? Ừ. Con nhớ là trong chuyện Aladdin và cây đèn thần á, cái là ông thần đèn là ông làm cho phép vĩnh viễn luôn, đâu có mất đâu. Cái đó là con nói đó là đúng, là tại vì cái đèn đó là cái đèn nó có gốc là xuất xứ từ bên nước Ba Tư, đúng không? Còn cái đèn, à không, cái bình này con cầm lên nè, nhìn dưới đi, thấy gì chưa? Made in China, cái này hàng nhái con, làm sao nó hiệu nghiệm bằng cái bình kia được. Vậy giờ có cách nào giúp con không thần đèn? Giờ cũng hơi khó ha. Giúp con để ta coi ta suy nghĩ cách nào ấy. Cho ta có thời gian ta suy nghĩ coi. Cách nào đây? Cách nào để giúp con đây? À, có rồi. Ngạc nhiên hả? Nhìn thấy ta múa ngạc nhiên. Ông thần đèn. Hả? Ai nhập ông vậy? Ai nhập? Ta thần đèn, ta không nhập người khác thôi chứ ai mà dám nhập ta. Cái này là ta vui vì ta đã suy nghĩ ra được cách để giúp cho con rồi. Cách gì giống thần đèn? Ai da, nóng quá, nóng quá. Trời ơi, cho cha tôi đánh ra khơi chết tôi bồng rồi. Ai da, nóng quá. Ê trời, ông sở trưởng. Ông sở trưởng, ông thấy rồi. Như vậy ông giúp con lẹ chứ không. Ông bà chủ mà tỉnh vậy là đánh đòn con liền á. Được rồi, bình tĩnh. Để ta giúp. Chú theo tôi, hãy chú theo tôi. À, theo tôi. Nói cho mấy chú biết không? Trời đất ơi, tôi đã theo dõi vợ chồng này từ lâu lắm rồi. Bây giờ là đủ tan chứng vật chứng rồi. Bây giờ theo nó sát, lên xa cho tôi. Đi theo tôi. Ông. Hả? Tôi nhớ nãy tôi lấy thao dí đít nó mà sao bây giờ tỉnh bơi nè. Sao nó không có đau đớn gì chứ? Đưa tôi coi. Nó có phẫu gì vậy nè? Ủa sao nó không sao hết trơn vậy? Ủa? Nhớ rõ ràng tôi dí vô nó nhảy tưng tưng mà. Thằng này làm như có ma quỷ gì giúp sức cho nó hành sao mà không, nó không hề hấn gì hết trơn trọi vậy? Hồi nãy mày không phỏng không? À. Bây giờ tao dí lại nè. Tao dí lại nè con. Tao dí lại nè con. Thử coi mày mình đồng da sát cỡ nào. Hả? Ý. Sao cái tao tôi mà làm gì vậy? Sao tao tôi cứ ngắt vậy không gấp được? Hả? Gấp đi. Gấp không được. Bà sức kỳ cục rồi, bà coi tôi đập nó nè. Nè. Cái gì? Sao kỳ vậy? Sao tay tôi cũng kỳ vậy? Sao kỳ vậy? Đậu đi. Đậu đi. Không được. Không đi được. Sao cái tay tôi cứng ngắc vậy nè? Trời ơi. Này sao bị quỷ ám mà sao mà? Trời ơi sao kỳ vậy nè? Ủa sao? Tay tôi cứng ngắc. Dừng tay lại. Trời đất ơi. Tụi bay đâu? À, quá trời quá đất, hai ông bà làm gì? Bỏ xuống xuống. Ông ơi, nó bỏ cái đồ xuống. Hả? Làm cái gì? Bà cầm thang làm cái gì? Bây giờ cầm chơi. Cầm chơi hả? Chứ không phải bà đốt đít nữa hả? Đâu có. Tụi nó mà mới bữa hôm nay đụng ai. Tôi còn nhớ là bỏ xuống đi. Bỏ xuống. Đó bây giờ là một thằng qua tháo cho thằng bé, còn mấy tụi bay đem hai ông bà về xả cho tao. Tôi đâu có gì đâu, bắt tôi. Không. Buông tôi ra, bỏ tôi ra đi. Bỏ ra tôi không có tội, tôi không có tội. Cái làm gì đâu bắt tôi, trời ơi, sao kỳ vậy? Sao tôi đâu có làm gì đâu mà bắt tôi? Hả? Tới hôm nay bác mới biết cái nỗi khổ của con. Thôi những gì lúc trước cái con hết sức thông cảm và tha lỗi cho bác nghe không? Dạ. Bác đi à. Đi. Đừng có nói với ai ta là thần đèn à. Bây giờ ta đã được giải thoát rồi. Ta phải đi nhậu lẩu về bảy món rồi. Thèm lớn. Bye bye chú bé. Chúc chú bé có một cuộc sống vui vẻ nha.